Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 trên thế giới đang làm cho hàng trăm triệu lao động mất việc và cả triệu doanh nghiệp đang ngấp nghé trên bờ phá sản. Kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Vì thế, tất cả các nước đều tung ra các gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chấp nhận bộ chi cao hơn, vay nợ nhiều hơn để có tiền cứu trợ. Và tại Việt Nam, sau khi gói hỗ trợ thứ nhất đã được công bố, thì nhiều ý kiến cho rằng chính phủ cần tiếp tục có gói hỗ trợ đợt 2 để giúp cho số doanh nghiệp chờ giải thể hoạt động có thể trở lại sản xuất kinh doanh, giảm tối đa sa thải lao động. Gói hỗ trợ này sẽ giúp ích thế nào cho doanh nghiệp và bản thân các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cần phải làm gì trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn phía trước? Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với biên tập viên Vũ Thạch để tìm ra câu trả lời. Nhưng trước hết xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn phản ánh ngắn của chúng tôi. Dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục đẩy toàn cầu vào một môi trường đầy bất trắc. Nhận định chung từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay Ngân hàng Thế giới đều rất bi quan về viễn cảnh tăng trưởng của thế giới cho giai đoạn 2020-2021. Kinh tế toàn cầu sau 6 tháng đầu năm 2020 bị nhận định đã bước vào một cuộc suy thoái tồi tệ, tương tự hoặc thậm chí tồi tệ hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. COVID-19 đã cuốn trôi 12.000 tỷ USD của cải trên thế giới. Các tổ chức tài chính kinh tế thế giới đã báo động đại dịch COVID-19 tác động đến tất cả mọi khu vực địa lý trên toàn cầu, khiến GDP của thế giới thấp hơn từ 5% đến 7% so với năm 2019. Dẫn chứng, nền kinh tế số 1 thế giới Hoa Kỳ được dự báo giảm 8% trong năm nay, trong khi nền kinh tế Eurozone đã giảm 3,8% trong quý 1, trở thành mức sụt giảm lớn nhất kể từ năm 1995. GDP của 19 nước thành viên Eurozone ước giảm hơn 10% khi kết thúc năm 2020. Tại Trung Quốc, dịch bệnh đã được kiểm soát, song tác động nghiêm trọng về kinh tế cũng lộ rõ, nền kinh tế được dự báo tốc độ tăng trưởng chỉ còn 1% năm nay. Kinh tế Nhật Bản cũng lần đầu tiên rơi vào suy thoái kể từ năm 2015, do nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đã tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp. Khu vực ASEAN luôn tăng trưởng sôi động cũng bị ảnh hưởng, với dự đoán GDP năm nay chỉ tăng 0,1%, trong khi nhiều quốc gia Mỹ Latin thậm chí còn bị đánh giá sẽ có sự thụt lùi về kinh tế trong cả một thập niên tới. Vâng, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Và vừa rồi là một đoạn video clip cho thấy được những cái số liệu thống kê về tình hình kinh tế toàn cầu đang chịu những cái tác động xấu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Và có thể khẳng định một điều rằng là dù muốn dù không, năm 2020 chắc chắn sẽ là một năm không mấy tươi sáng đối với kinh tế toàn cầu. Riêng với Việt Nam chúng ta, với những cái thông tin gần đây về một cái đợt dịch mới bùng phát trở lại tại Đà Nẵng, Quảng Nam cùng với một số địa phương khác, đang đặt chúng ta vào một cái tình thế là chúng ta sẽ phải cố gắng để mà ngăn chặn cái sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên đồng thời chúng ta cũng phải tiếp tục đẩy mạnh cái việc khôi phục lại nền kinh tế và ra sức để mà có thể thúc đẩy kinh tế phát triển. Và để mà có thể trò chuyện về cái nội dung này trong buổi sáng ngày hôm nay thì Vũ Thạch sẽ được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với lại ông Trần Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chào buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay ạ. Xin chào Vũ Thạch, xin chào khán giả xem đài truyền hình Quốc hội. Vâng, thưa ông, như chúng ta cũng đã thấy là so với cái thời điểm đầu cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta cũng đã đi qua khoảng hơn nửa năm và chúng ta đã phải gắng sức để mà đối phó với lại những cái diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Thì Vũ Thạch để ý thấy là có những doanh nghiệp gần như là họ không trụ lại được, họ sẽ phải giải thể, họ phá sản. Tuy nhiên cũng có những doanh nghiệp họ vẫn có thể tận dụng được những cái cơ hội để mà có thể bứt phá và tiếp tục hoạt động. Thì không biết là với cá nhân ông thì ông đánh giá rằng là bản thân các doanh nghiệp đã có những cái nỗ lực như thế nào trong suốt cái quá trình vừa qua? Trước hết cái nỗ lực lớn nhất của chúng ta, là của chính phủ, của doanh nghiệp cũng như người dân, là chúng ta đã có những biện pháp quyết liệt ngăn chặn kịp thời cái việc lây lan dịch bệnh Covid trong cái thời gian vừa qua. Đây là một cái tiền đề để cho có thể áp dụng các cái chính sách về phát triển kinh tế cũng như là đảm bảo an sinh xã hội, là một cái điểm sáng của chế độ xã hội ta mà cộng đồng quốc tế cũng như kiều bào và người dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Đây là một cái nền tảng chính để chúng ta có thể phát triển kinh tế trong thời gian khó khăn vừa qua. Cái vấn đề thứ hai, trong cộng đồng doanh nghiệp thì cái một điểm sáng, tức là khi phát sinh cái dịch bệnh như vậy thì cộng đồng doanh nghiệp rất tích cực và thông qua hiệp hội và thông qua VCI
đã tập hợp các cái phản ánh, những cái vướng mắc khó khăn của mình gửi đến chính phủ. Cụ thể đây thì Phòng Thương mại đến đầu tháng 4 thì cũng đã tổng hợp khoảng 31 các cái vấn đề chính kiến nghị chính phủ để tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp. Và tiếp sau đấy thì chính phủ cũng có nghị quyết, Thủ tướng cũng có cái quyết định là các cái biện pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để vượt qua cái dịch này. Và chính những cái chính sách kịp thời này của chính phủ cũng đã tạo tiền đề cho cái việc ổn định, duy trì, phát triển sản xuất. Về phía cộng đồng doanh nghiệp thì mặc dù cái việc bùng phát dịch trên thế giới là tình hình rất căng thẳng, nhưng mà cái sự linh hoạt, năng động của doanh nghiệp đã tạo ra một cái kết quả rất tốt cho nền kinh tế của chúng ta vừa qua. Chúng ta thấy rất rõ là trong cái tình trạng là các nước phát triển như là EU, Anh, Mỹ, Nhật, vân vân thì đã có những cái tăng trưởng âm về GDP, nhưng Việt Nam vẫn duy trì cái mức tăng trưởng là 1,8%. Các doanh nghiệp đã tận dụng các cái cơ hội để xuất khẩu những cái mặt hàng thiết yếu sang cái thị trường nước ngoài. Và trong cái thị trường trong nước thì chúng ta đã biết tận dụng cái thị trường gần 100 triệu dân này để đẩy mạnh cái việc sản xuất và lưu thông và mua bán hàng hóa trong nước. Thì đây cũng là một cái tiền đề để cho cái tạo ra một cái sự duy trì và phát triển sản xuất. Và một cái điểm sáng nữa mà trong cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi rất rõ, tức là cái tận dụng và cái cơ hội này để ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cái tiếp cận, tiếp thị thị trường, rồi giao dịch với các đối tác và tạo ra những cái giá trị thặng dư cao cho doanh nghiệp. Và rõ ràng là với những cái nỗ lực của doanh nghiệp như thế thì trong vai trò là một cái đơn vị đồng hành cùng các doanh nghiệp, thì không biết là ông đánh giá rằng là khi mà chúng ta đang phải đối phó với cái sự quay trở lại của một đợt dịch thứ hai sau khoảng 99 ngày không có dịch, thì các doanh nghiệp đã có cái kinh nghiệm gì trong cái việc ứng phó với cái lần trở lại này ạ? Nói chung là không riêng gì thế giới mà bản thân Việt Nam chúng ta cũng khá bất ngờ đối với cái dịch này. Chúng ta đang rất hân hoan với những cái thành quả của năm 2019 mà rất tự hào mà Việt Nam đã đạt được. Thế thì tuy nhiên thì khi dịch phát sinh thì nó quay ngoắt 180 độ, có tác động rất xấu và doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp không kịp trở tay và có tác động rất là tiêu cực đến doanh nghiệp. Thế tuy nhiên thì qua cái đợt bùng phát dịch hơn nửa năm vừa qua thì nó cũng tạo ra những cái kinh nghiệm cho doanh nghiệp trong việc là đối phó những cái tình huống đặc biệt như thế này. Cụ thể thì các doanh nghiệp đã có những kinh nghiệm, chẳng hạn như là kinh nghiệm là điều chỉnh cái thời gian làm việc, rồi duy trì cái số lượng nguồn nhân lực công nhân làm việc doanh nghiệp, thay vì là không có việc làm để có thể duy trì được 100% thì có thể có doanh nghiệp là duy trì là 50% và 3%. Và bên cạnh cái đấy thì trong cái thời gian việc làm ít như này thì doanh nghiệp cũng tăng cường cái đào tạo nguồn nhân lực để chuẩn bị cho cái sẵn sàng cho việc là hậu dịch, để là có một cái nguồn nhân lực cao. Và một cái điểm nữa là doanh nghiệp đã biết tận dụng các cái thời cơ từ cái dịch này. Tức là bên cạnh rất nhiều cái mặt hàng mà cái nhu cầu của thế giới giảm sâu thì có rất nhiều mặt hàng thì lại nhu cầu được tăng cao. Chẳng hạn như là thiết bị y tế, khẩu trang, rồi nhu yếu phẩm thiết yếu. Thì các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tốt các cơ hội này và chúng ta thấy có nhiều mặt hàng xuất khẩu chúng ta có một cái tăng trưởng, nó bù trừ cho những cái mặt hàng giảm sâu để duy trì cái việc tăng trưởng chung của Việt Nam. Và các cái biện pháp chúng ta khai thác tốt cái thị trường nội địa. Và một cái điểm nữa mà chúng tôi cho thấy là cũng rất thành công, tức là cái mà các cái biện pháp phòng chống dịch tại doanh nghiệp đã được rất tốt. Tức là cho đến nay, trước cái công bố của Đà Nẵng vừa rồi đấy, gần đây nhất ấy, thì là tôi kiểm tra thì là chưa có cái tình trạng lây nhiễm trong cái cộng đồng công nhân ở các doanh nghiệp. Ở đây có một điểm, tức là doanh nghiệp đã tìm hiểu và có những biện pháp rất là kịp thời và tốt. Và thứ hai, chúng ta cần thấy như vậy là mặc dù có nguy cơ cao trong các cái lực lượng công nhân đông của các doanh nghiệp, nhưng chúng ta thấy đây là một cái tập hợp những cái lực lượng mà có cái kỷ luật. Những nơi nào, những cái nhóm người, cộng đồng người nào mà có tính kỷ luật cao và cái tính tuân thủ và pháp phòng chính tốt thì như vậy mặc dù là về mặt có cái tập trung đông, nhưng mà cái việc lây nhiễm hầu như là không có.
Thì đây cái lên là điểm sáng, và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là chỗ Bộ Y tế cũng đã có một cái bộ chỉ số đánh giá cái nguy cơ lây nhiễm dịch Covid trong doanh nghiệp, 10 cái bộ chỉ số, và có sự góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, và chúng tôi cho rằng tôi tham khảo thì cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục là nhà nước cũng như là các cái bộ chức năng cũng cần phải hoàn chỉnh tiếp cái này, tức là để đấy là tất cả cộng đồng doanh nghiệp chúng ta có thể soi vào bộ chỉ số để đánh giá cái nguy cơ rủi ro mà lây nhiễm trong cái doanh nghiệp mình để có một cái điều chỉnh phù hợp. Thì đấy là cái kinh nghiệm rất tốt. Và theo như ông Trần Ngọc Liêm có chia sẻ là rõ ràng là các doanh nghiệp chúng ta cũng đã chủ động hơn rất là nhiều, và nói một cách tương đối là khách quan thì cái tác động của cái đợt dịch thứ hai này có vẻ như nó cũng không nặng nề bằng cái đợt dịch đầu, mà nguyên nhân một phần là do chúng ta cũng đã lường trước được và chúng ta có được cái sự chủ động. Vậy thì cá nhân ông thì ông nghĩ như thế nào về một vài cái ý kiến đề xuất hiện nay là nên có thêm một cái gói hỗ trợ đợt 2 của chính phủ cho các doanh nghiệp ạ? Theo ông thì có cần thiết hay không? Tôi nghĩ là rất cần. Rất cần. Là cái đợt 1 chúng ta có những biện pháp rất quyết liệt để phòng chống dịch, thậm chí cả trong doanh nghiệp, nhiều cái lĩnh vực, cái ngành sản xuất, nhiều địa phương áp dụng thì một số ngành đấy là phải tạm ngừng hoạt động. Chúng ta có thể là mạnh tay để làm cái đợt 1 có hiệu quả rất cao, bởi vì chúng ta cũng có những cái tiềm lực, có những dự trữ từ các năm trước, năm 2019 chuyển sang đấy, về phía ngân sách nhà nước, về phía cộng đồng doanh nghiệp cũng có những cái tiềm lực dự trữ. Vì vậy chúng ta có thể tập trung toàn bộ cho cái việc là phòng chống dịch, mà cũng không quan tâm nhiều đến cái việc tác động đến cái ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Nhưng mà đợt 2 này thì nó hoàn toàn khác. Tức là tôi thấy như vậy là cái nguồn dự trữ của doanh nghiệp, về nguồn nguyên liệu dự trữ, về nguồn sản phẩm tồn kho mà doanh nghiệp có thể bung ra để cung cấp cho thị trường thế giới cũng như nội địa, để tạo ra một cái doanh số, cái tăng trưởng kinh tế. Nhưng mà cái đợt 2 này là chúng ta đã cạn kiệt, đã gần như là hết. Cái tăng trưởng về xuất siêu chúng ta chủ yếu trong giai đoạn vừa rồi là cái nó từ cái vấn đề là cái mức độ giảm của xuất khẩu nó giảm thấp hơn là cái giảm của nhập khẩu, nên cái xuất siêu nó vẫn duy trì ở mức độ cao, nhưng mà nó phản ánh một cái nguy cơ trong cái giai đoạn sau. Chúng ta như vậy là giảm nhập khẩu mà rất nhiều là nhập khẩu nguyên liệu, thì như vậy nó ảnh hưởng đến cái việc là tăng trưởng sản xuất trong cái giai đoạn sau. Thế thì ở đây ấy, thì doanh nghiệp đã đến trong cái nửa cuối năm này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, từ cái nguồn vốn, từ cái nguồn nguyên liệu, từ cái nguồn cung của nguồn thị trường, gần thị trường để tung sản phẩm mình ra. Vì vậy nên là cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn là chính phủ tiếp tục duy trì các cái gói hỗ trợ cho cuối năm 2020, và thậm chí là nhiều doanh nghiệp có ý kiến là cần phải tiếp tục triển khai cho năm 2021. Nếu không có những gói hỗ trợ này thì cái việc duy trì sản xuất và phát triển sản xuất của doanh nghiệp là rất khó khăn. Nhưng mà thực tế là cái gói hỗ trợ đợt 1 là đã được triển khai rồi, nhưng mà đến nay vẫn chưa được giải ngân, khiến cho cái việc hỗ trợ nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy thì nếu mà đã có cái ý kiến rằng là vẫn nên có một cái gói hỗ trợ đợt 2, thì theo quan điểm của ông thì ông nghĩ rằng là chúng ta nên xây dựng cái gói hỗ trợ đợt 2 như thế nào cho nó hiệu quả ạ? Chính phủ đã tiếp nhận các ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, đã ban hành chính sách rất kịp thời. Tuy nhiên thì với cái 31 nhóm vấn đề mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiến nghị, so với những cái nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp thì nó vẫn còn là ít so với kiến nghị, cái mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp. Thế nhưng mà hơn nữa là những gói hỗ trợ này về cái triển khai trong thực tế thì rất thấp. Đặc biệt những gói hỗ trợ liên quan đến vấn đề là nguồn vốn, chính sách tiền tệ của hỗ trợ doanh nghiệp về phía các ngân hàng. Cái số là rất lớn, là 300.000 tỷ, nhưng mà hầu như là doanh nghiệp không tiếp cận được cái nguồn vốn vay này. Rồi cái vốn vay về hỗ trợ về an sinh xã hội, trong đó có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp về vấn đề là vay để trả lương cho người lao động, thì cái thủ tục nó cũng rất là khó khăn, điều kiện các doanh nghiệp tiếp cận rất khó, và cái tỷ lệ thực tế mà giải ngân thực hiện được cũng tức là thống kê là chưa có cái khoản vay nào từ ngân hàng chính sách xã hội mà được giải ngân cho doanh nghiệp là rất thấp. Về vấn đề thứ ba nữa là cái vấn đề cái gói về tài khoá, về thuế miễn thuế, giãn thuế, thuế về thu nhập doanh nghiệp, thuế về giá trị gia tăng, rồi tiền thuê thuế đất,
thì cái tỷ lệ rất thấp, 180.000 tỷ nhưng mà cái giải ngân cũng được khoảng trên 50.000 tỷ là rất thấp. Ở đây thì nó cũng chung quy cái điểm lớn nhất là cái thủ tục, cái điều kiện nó còn rất là khó khăn cho các doanh nghiệp. Và cái đầu tư công thì chính phủ đã cũng có chỉ đạo và nó cũng có điểm sáng, nó tháng 7 này thì có những cái tăng trưởng rất lớn trong việc là giải ngân cái vốn đầu tư công. Thì như vậy trong cái gói hỗ trợ của chính phủ thì cái điểm sáng nhất là về an sinh xã hội liên quan đến cộng đồng dân cư. Rồi vấn đề là cái chỉ đạo của chính phủ trong việc là tăng cường cái giải ngân về cái đầu tư tư công. Đấy, thì còn các cái gói khác thì rất là thấp. Đấy, như vậy là chúng cộng đồng doanh nghiệp thì có một cái kiến nghị, tức là nghĩa là cái thủ tục cần phải các cái bộ ngành chức năng liên quan cần phải rà soát để có những cái thủ tục, các cái điều kiện để tiếp cận các cái nguồn gói hỗ trợ này nó khả thi hơn, nó phù hợp với lại cái tình hình thực tế của doanh nghiệp hơn. Làm sao nó việc triển khai trên thực tế chứ không nằm trên giấy. Và một cái điểm nữa mà doanh nghiệp cũng rất mong muốn là cần phải có phân loại cái nhóm ngành hàng, nhóm doanh nghiệp để có những cái hỗ trợ một cách khác nhau, chứ không thể đồng đều được. Cái tác động của dịch này đối với từng ngành hàng khác nhau, từng các đối tượng doanh nghiệp nó có sự khác nhau. Nếu mà chúng ta đánh đồng cùng chung một cái điều kiện thủ tục thì là rất khó và nó không có hiệu quả cao. Và một cái vấn đề thứ ba mà tôi cũng rất quan tâm mà nhiều nước người ta cũng chú trọng đấy, tức là có một cái hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp có những phương án kinh doanh tốt, kinh doanh khả thi. Tức là cần phải có một cái cú hích để những doanh nghiệp đang tồn tại này, người ta có những cơ hội kinh doanh để người ta thực hiện trong thực tế, đem lại cái công ăn việc làm, đem lại cái nguồn thu cho doanh nghiệp cũng như là cho đất nước, thì cái này cũng cần phải quan tâm. Và một điểm nữa là cái kinh nghiệm từ cái đợt 1 ấy, thì gói hỗ trợ này cũng nên tập trung cho những hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam. Bởi vì là vừa rồi chúng ta có những hoạt động xúc tiến tôi cho là rất hiệu quả. Ví dụ như là đối với thị trường Trung Quốc thì chính phủ Việt Nam, Bộ Công Thương đã có những cái quan tâm rất là sát sao, là làm việc trực tiếp với họ để khơi thông cái giao dịch thương mại giữa Việt Nam, Trung Quốc. Vì vậy nên chúng ta tạo ra những cái kết quả rất tốt cho cái hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tương tự như vậy đối với thị trường Nhật cũng vậy. Chúng ta cũng có những ngành hàng, chúng ta cũng có những tiếp thị mà một số mặt hàng mới của Việt Nam đi vào thị trường Nhật và có những cái thành công rất tốt. Và sắp tới từ sau 1 tháng 8 này thì đối với thị trường EU thì chúng ta cũng cần phải có những cái xúc tiến để hiệu quả trong việc xuất khẩu của Việt Nam. Tôi lưu ý rằng là mặc dù là cái việc kinh tế thế giới rất là khó khăn, nhưng mà Việt Nam chúng ta thì cái thị phần cái hàng xuất khẩu Việt Nam so với lại cái thị trường lớn như EU, như Mỹ của chúng ta, như đối với Trung Quốc thì Trung Quốc thì thị phần của cái hàng hóa Việt Nam là rất thấp. Nên vì vậy nên là nếu chúng ta có những cái bước tiếp thị, cái xúc tiến thương mại phù hợp thì chúng ta vẫn có cơ hội để tăng trưởng cao ở những thị trường này. Mặc dù là trong cái tác động của Covid toàn cầu thì người ta có giảm về cái nhu cầu tiêu dùng nói chung, nhưng mà về xã hội, về thế giới nói chung là người ta không thể nào người ta không có cái tiêu dùng cho sản xuất, những tiêu dùng cho người dân. Nếu chúng ta biết cách thì chúng ta vẫn có những cái cách tăng trưởng như mình. Rõ ràng là có những cái khó khăn, có những cái thách thức. Tuy nhiên chúng ta có quyền tin và hy vọng rằng là trong cái khoảng thời gian sắp tới đây, có thể là trong năm 2020 thì không thể rồi, nhưng mà trong những cái năm tiếp theo thì chúng ta sẽ dần dần hồi phục và sẽ có thể vượt qua được những cái khó khăn do Covid-19 mang lại. Và chúng ta sẽ có thể vượt qua được, không chỉ là vượt qua được những cái tác động của dịch bệnh mà còn vượt qua được những cái tác động mà dịch bệnh mang lại đối với kinh tế hoặc là đối với đời sống xã hội của chúng ta. Rất cảm ơn ông Trần Ngọc Liêm đã dành thời gian đến với trường quay và có cuộc trò chuyện với chúng tôi ạ. Đến đây thì Vũ Thạch cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi và xin được trả về với trường quay ạ.